Hả? Kẹo con mắt nèn xong rồi lấy cái cây xiên qua rồi đem đi hơ tầm vài giây là có thể tan chảy ăn được rồi. Ừ, nhìn ngon quá à. Để tôi làm thử xem có đúng như vậy không nha. Trời ơi, cái này chỗ mình hiếm lắm nha, kiếm gần chết luôn mới có đó. Đó, rớt luôn. Bây giờ anh lấy nào, con vịt hay là dưa hấu? Mình sẽ cắn ạ. Vậy là cái đầu này đúng rồi, đầu bự đúng rồi. Cắn mạnh cho. Gỡ tất cho vậy rồi, cho mệt quá. Trời ơi. Mình sẽ xiên qua nha, đó, xiên qua vậy nè. Ủa sao nó không có... Không có chảy ra. Không chảy ra ta. Nó chảy rồi. Chảy ra nha. Chảy ra nè, chảy ra nè. Ngon quá.